thì người ta nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Muốn nó ấm thì mình phải làm sao cho nó thật là đầm ấm. Đúng rồi. Và mình phải cải thiện của nó từng ngày từng giờ. Ví dụ bản thân mình là phụ nữ mà đối với Tuyền á, nếu như ha cũng cái sự đi đi về về như vậy, nhưng mà nó cứ lập khuôn, nó cứ A B rồi tới C rồi tới D thì nó thấy cảm giác mệt lắm. Đúng rồi. Phải có A1, A2, A3 lâu lâu phải nhảy lên X, Y, Z luôn chẳng hạn. Vậy. Đó. Thì mình lâu lâu mình phải đổi chút xíu để cho nó tăng cái hương vị. Đúng rồi. Đó. Và khi mà cái người đàn ông mà họ được cái sự mới lạ đó, thích thân chứ tòi. Giống như mình ăn đồ ăn cũng vậy, mình đâu có thể nào ăn cơm hoài đâu, mình cũng ăn phở, hủ tiếu, bánh canh nuôi chẳng hạn. Như là khẩu phần ăn vậy đó, thì mình sẽ thay đổi, giống như là tình yêu phải thêm gia vị như vậy nó sẽ hay hơn. Nếu mà thật sự em ở nhà thì em vẫn là một người mẹ, vẫn là một người vợ của gia đình. Nhưng mà đôi khi lâu lâu mình đi đổi gió, không có mấy đứa nhỏ thì là em đã lên sẵn hết cái lịch rồi, tay thỏ, tay gấu, chó gì đó là lên hết. Tay gấu, tay chó gì đó là mình phải có set hết. Đó, mình ra ví dụ đang nằm rồi hết hồn ra liền, đi qua ngay xuống không hiểu lý do gì. Tự nhiên vô thấy tắt cái đèn nhẹ nhẹ lên cái đèn pha màu vàng. Đó là bước cái chân ra trước rồi cái là em mở cái nhạc nhẹ nhẹ gì đó ra làm kể chuyện rồi nghe trước, sau đó là phóng ra làm con thỏ. Anh Thái thì anh thích một cái gì đó cho nó lạ lạ vậy đó. Sôi nổi, trẻ trung, mầm non. Ôi vậy không biết chồng em nó có bị bệnh gì không ta. Thôi em đừng có nói gì tội nghiệp, nó phải gọi là một cái gu. Sao chị thấy có em gì mà hàng chồng em quá à? Mỗi người mỗi gu. Không, mà sao em không thấy ai gu mà thích áo tay dài, quần dài. Không, cái gu của chồng em gọi là gu cực khổ á. Mình phải bóc tách, em hiểu không? Bắt là nhiều lớp rồi mình bóc, mình tách, mình vậy nè. Mà tóm lại là bây giờ là chị thấy chị hoang mang về cái cách mà em tả chồng em lắm. Nó có vẻ nó rất lạ. Thì nó lạ nên em mới cờ đó chị. Chậm mà còn phải nhiều lớp nữa hả? Chậm và nhiều lớp. Phải kính mà không đánh son luôn. Ừ. Mù tay lè tay lét gì luôn. Em kỳ quá, em nói nhìn em giống mấy con ung thư hồi kỳ cốt. Em vô gương nhìn nó còn thấy kỳ. Nhưng mà có tắt đèn thì mở đèn. Thì mở đèn vàng á chị. Mở đèn vàng là bị bệnh gan em. Để đùa thôi. Có thể là cái gu người ta thích tự nhiên. Chị nhìn em vậy mà sao giống Bibi Trần giả gái được. Không, hồi nãy em không nói chị không để ý chứ em nói chị thấy giống. Như con Vinh cái màu đỏ. Nhưng mà làm sao để chồng mình có thể gọi là bùng nổ trước sự thay đổi của ở em bị bùng nổ đó. Không, không, em sẽ bùng nổ như lúc đầu em bùng nổ đây. Bùng nổ rồi là làm sao để biết chồng mình bùng nổ với sự thay đổi của mình, khoái mình. Cái đó cũng hơi khó ha. Khoái mình luôn hả? Cái gì cũng phải có một cái sự trải nghiệm. Khi mà em muốn biết họ có thích cái điều đó hay không, mình cũng phải trải nghiệm một vài lần vấp ngã. Trải nghiệm. Chứ còn mà nói mà một hai lần đầu thì cũng chắc cũng khó là biết làm sao để chồng tôi bùng nổ. Sao mà chị có một cái khả năng quan sát với cái việc mà chồng chị hít một hơi sâu hơn với dầu gội đầu mới được hay vậy chị? Không, mình phải không đi được. Em nếu mà chồng mình bùng nổ thì là không được đâu. Tại vì chồng mình bùng nổ thì chồng mình sẽ có những cái biểu hiện là phía ngoài thì sao? Ví dụ như là muốn đẹp hơn để mà nó... Không có. Cái gì cũng vậy, cái gì muốn nổ là phải châm ngòi. Mà cái người châm ngòi phải là mình. Ảnh có cái ngòi mình phải châm lửa đốt anh luôn. Để anh nổ chứ mấy đứa. Trời ơi. Bùng nổ luôn. Trời ơi. Thì chứ bộ, tại vì sao khi mà mình đã chủ động, mình là cái người để thay đổi bản thân mình, thì tại sao mình không là cái người... Xin chào, chúng tôi là Siêu Mom Siêu 8. Nhìn em hôm nay ra dáng lắm á Thành ơi. Dạ vâng. Đúng rồi đó. Tôi là Thanh Trần, Mom lo nhoi. Lo nhoi bận đồ gì rồi. Hiện tại tôi đang bán một số đất nền. Mong mọi người ủng hộ chúng tôi. Và ngồi kế bên Mom lo nhoi đó là Mom màu mỡ, mình là Tuyền Mập. Và kế bên tôi đó là bạn. Mình là Huỳnh Tú và mình là Mom Ngầu Lòi. Ngầu Lòi. Ừ, Ngầu Lòi. Và đây cuối cùng, mình là Triệu AV Mom Duyên Dán. Chúng tôi có mặt ngày hôm nay, tề tụ đến đây ngày hôm nay. Không phải mình nói tụ tập đi em, cho nó trẻ trung. Chúng tôi tụ tập đàn đúng ngay tại đây. Kém sang nha. Cái bộ trang phục của em đang sang lắm đó. Hợp mặt. Và chúng tôi mở một buổi meeting ngày hôm nay. Đúng rồi. Vậy đi, nó sang. Để nói lên chủ đề đầu tiên mà chính tôi là người đưa ra chủ đề. Các chị nghĩ như thế nào về việc mình nên lạ? Và mình lạ đến mức nào để khiến chồng mình bùng nổ?
Ôi, nói nghe nè, nãy giờ chị mường tượng cái câu nói của Thanh giống như là mình là thuộc dạng lạ như thú, rồi ổng đặt chất nổ cho nổ hay sao vậy? Không, có nghĩa là bình thường mình đã rất nhàm chán, nên chúng ta cần phải làm thế nào để cho chồng bùng nổ với sự lạ của chúng ta. Rồi kế thấy có vẻ cái xác suất tai nạn đã vậy hôm nay là cho đó cho chi và bận đồ lên mà cái này mà em làm vậy cho nó à phát huy hết bộ đồ. Dạ, phát huy hết. Em ơi đồ này nhớ là mướn đồ tài trợ chị, đồ tài trợ nên là mình cũng phải làm phát huy hết công dụng. Thế được vậy thôi chứ ở đây là không biết có ai mà hiểu về cái câu nói của bạn Thanh. Hiểu, em là người hiểu đầu tiên đó. Thì là nói chung là thường là em hay tạo một cái cảm giác cực lạ cho chồng em á. Drama, rất drama nha. Là em thường hay làm con thỏ. Con thỏ ăn cỏ, ăn cà rốt, uống nước. Con thỏ ăn cà rốt. À cà rốt. Nói chung là những cái phút mà đi chơi ở đâu á thì thường là mình làm con thỏ, cái mình nhảy ra cho con chó sói ăn thịt, cho con chó sói ăn thịt. Em thiết kế được không? Em tương tác được. Anh rất hay vậy. Có hôm thì là mình sẽ làm ví dụ như là thủy thủ mặt trăng chẳng hạn. Wow. Nhưng mà em thì làm thỏ nhiều hơn. Em mua nguyên cái đuôi luôn. Cái quần nó có cái đuôi á. Dạ đúng rồi. Rồi mình sẽ là tay thỏ, rồi đeo găng tay thỏ. Rồi sao nữa? Thỏ thì mình ra mình nhảy cái mình kêu hôm nay em làm con thỏ nha. Còn anh làm con gì? Anh làm bắt thợ săn hả? Kiểu vậy. Thì đó là những cái gì mà thường hay gợi lên cho ảnh để mà ảnh có một cái gì lạ. À một cái màu sắc mới, của một hương vị mới. Xưa giờ em chưa bao giờ làm như vậy luôn. Chẳng hạn như bình thường. Vậy là em có lạ không? Em nói nhiều đúng không? Sau tới khi rồi một hôm rồi em về nhà cái em cái đó là bị á khẩu á em. Bị á khẩu á. Em làm gương mặt em giống như zombie vậy, chị nhìn chị còn sợ. Em vậy á, em về là đi em làm lạ luôn. Vậy đúng hả? Sao phải bị mất rồi cỡ khoảng 2-3 tiếng chồng em tưởng bị ma nhập luôn á. Không tính chở em đi bệnh viện luôn. Chính ra là không, chồng em cũng có cái giống như là có gọi là kiên cường trong cái suy nghĩ lắm á. Thôi giỡn thôi, cái nghĩa là lạ ở trên em lắm đó, ở em. Trên trường chiếu thì hồi lúc em cũng có mua một số bộ đồ ren, bộ đồ xuyên thấu đồ này nọ. Em cái này còn ghê hơn con thỏ nữa. Chị tập trung cái câu chuyện của em. Không, cái xuyên thấu nó ghê hơn con thì thỏ. Thì chị con thỏ em là con khác. Thì em mặc những bộ đồ ren đó, ren đồ màu đỏ, ren mà nó xuyên thấu rồi nọ, xong rồi em đánh một lớp son, em bước qua phòng em, chồng em rất hú hồn. Xong chồng em không, chồng em nói một câu với em thôi, nhìn em giống BB Trần giả gái. Giống BB Trần giả gái. Nhà như có hãng nước đá thì sao hai chồng tạt nước lạnh ra hoài luôn. Thiệt luôn á. Em bắt đầu đi lùi lại. Em lùi qua phòng kim hai bộ đồ khác đi ra, em không qua đó nữa. Rồi sao, rồi cuối cùng con quái vật nó qua tìm em không? Dạ không, con quái vật đó con quái vật đó không có hào hứng với những thể loại ren và đồ sexy. Chỉ có hào hứng khi em mượn đồ pyjama tay dài, quần dài, nhìn giống mấy con trong bệnh viện mới ra. Lạ luôn á. Kỳ lắm chị, em nói là tất cả đàn ông trên đời ai cũng đều hấp dẫn bởi những bộ đồ sexy, nhưng riêng thằng chồng em chỉ cần bận tay dài, quần dài là đêm nó có chuyện liền. Cái gu nó lạ thiệt là nạ. Nó lạ lắm, mà nó kỳ lắm kìa. Vậy là nói chung là cái chuyện mà tình cảm vợ chồng, cái chuyện mà giữa hai vợ chồng với nhau vẫn có những cái gu lạ mà chúng ta cần phải học hỏi và tìm tòi khám phá. Nãy giờ chị hỏi em với lại Thanh rồi, em là thỏ, Thanh là ren, còn chị là gì? Em đang suy nghĩ về vấn đề, ví dụ như là chị có chơi trò cá mập lên bờ không? Chơi trò cá mập lên bờ không? Baby shark đu 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 đu. Baby shark đu 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 đu. Nói chung là mọi người à, ai cũng có một cái hình thức để mà làm lạ riêng. Ví dụ như Tiền phải lợi dụng cái lợi thế của mình là về hình thể, chồng đã yêu cái mập của mình rồi. Mình phải hóa trang con đuông dừa. Không, đang con đuông dừa mà lúc mà nó đang vô nước mắm á. Tại vì mỗi người đàn ông sẽ có mỗi cái gu khác nhau. Đang suy nghĩ đuông dừa lúc mà chị quấn khăn hay sao ạ? Tại vì đang dừa... cái bộ đồ đuông dừa mà chưa ai mai được. Nếu mà đuông dừa thì nó không cần thiết là nó phải là bận gì đâu ạ. Ấy, bậy, con đuông dừa nó vậy nè, ngấn chị có nha. Ngấn chị có nha mấy đứa. Ngấn rất nhiều. Đuông dừa đâu bận đồ chị. Nhưng mà tới cân vậy thôi nè. Em phải có cái đồ bao mình lại cho mình thành một cái khối. Em hiểu không? Rồi mình nằm mình quằn quại vậy nè, đó. Mình dễ đành đặt lên vậy đó. Cái giống bại liệt. Ví dụ mình không có cái lợi thế về cái mặt ngoại hình thì mình cũng sử dụng mặt cái mùi hương.
cũng cái mùi hương. Phụ nữ quan trọng mùi hương lắm. Với lại mình phải biết cái gu cái người đàn ông của mình họ thích cái gì. Ví dụ như thích tóc, tóc mình có cái mùi như thế nào. Mình để ý cái cách mà ổng vuốt che tóc mình, ổng thương yêu nâng niu chiều chuộng mình ngay cái khúc mà hai đứa vui đấy. Ổng không hay ổng hôn lên tóc lắm. Mà cái ngày nào mà ảnh hôn nhiều mà ảnh cảm giác hít sâu hơi á thì mình biết à cái dầu gội này hợp lý nè. Còn cái hôm nào mà lỡ mà thấy là không ổn thì sao? Thì giả bộ hất cái đầu vô coi không chịu nó mà né ra là biết là không thích rồi. Nè hả? Nhưng mà cái quan trọng vẫn là cái mùi thơm của mình. Mùi cơ thể, đúng rồi, mùi đặc trưng riêng của mình đó. Còn Tú như thế nào? Có chia sẻ em gì không? Thì thực ra cái công việc của em á là em hay thay đổi, giống như mọi người thường thấy em với cái bộ tóc ngắn thì giống như bây giờ em xuất hiện ở đây một tóc dài. Đúng rồi. Thì cái lúc mà lần đầu tiên mà em với ông xã em gặp nhau á là cách đây 3 năm trước, là lúc đó em mới vừa nối tóc luôn là em gặp ổng. Cái hôm mà em vừa làm cái tóc này xong ra kiểu như là ổng cũng lạ. Mới trời, giống như hôm nay giống như là kiểu quay về những cái ngày đầu mà mình mới gặp nhau. Hay là lâu lâu kiểu giống như là dù cái cách em mặc đồ đi, lâu lâu cái ổng thấy em mặc giống như kiểu những cái đồ lót ở trong á, thấy khác những mặc những cái bra này kia ren ren á. Ủa sao nay lạ vậy ta? Ừ, sao nay trời chắc chà 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 ngon vợ kiểu vậy á. Hay kiểu mà đó chà 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 kiểu hay vậy đó. Ừ, thế xong rồi lâu lâu quay qua không làm gì giống như kiểu em khều ổng cái, em kêu anh nhưng mà ổng chưa biết em nói cái gì hết. Trong trường anh em sao em nhớ anh, em muốn gì anh vậy đó. Hay kiểu vậy đó, hay vậy đó. Kiểu giống như là em phải thay đổi cái hình ảnh của em á, thì đâm ra là kiểu em nghĩ là mỗi lần thay đổi thì cũng là cái mà kiểu để cho kiểu như ông xã mình kiểu cũng nó kiểu nó cũng mới lạ hơn, đúng không? Wow, vậy thì lý do tại sao phụ nữ mình phải tạo cảm giác lạ mà không phải đàn ông tạo cảm giác lạ cho mình thôi? Thì người ta nói là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Muốn nó ấm thì mình phải làm sao cho nó thật là đầm ấm. Đúng và rồi. Mình phải cải thiện của nó từng ngày từng giờ. Ví dụ bản thân mình là phụ nữ mà đối với Tuyền á, nếu như ha cũng cái sự đi đi về về như vậy nhưng mà nó cứ lập khuôn, nó cứ A B rồi tới C rồi tới D thì nó thấy cảm giác mệt lắm. Đúng rồi, phải có A1, A2, A3 lâu lâu phải nhảy lên XYZ luôn chẳng hạn. Vậy. Đó. Ừ. Thì mình lâu lâu mình phải đổi chút xíu để cho nó tăng cái hương vị. Đúng rồi. Đó. Và khi mà cái người đàn ông mà họ được cái sự mới lạ đó, thích họ thích tìm chứ. Tòi. Giống như mình ăn đồ ăn cũng vậy, mình đâu có thể nào ăn cơm hoài đâu, mình cũng ăn phở, hủ tiếu, bánh canh nuôi chẳng hạn. Như là khẩu phần ăn vậy đó thì mình sẽ thay đổi, giống như là tình yêu phải thêm gia vị như vậy nó sẽ hay hơn. Nếu mà thật sự em ở nhà thì em vẫn là một người mẹ, vẫn là một người vợ của gia đình. Nhưng mà đôi khi lâu lâu mình đi đổi gió, không có mấy đứa nhỏ thì là em đã lên sẵn hết cái lịch rồi, tay thỏ, tay gấu, chó gì đó là lên hết. Tay gấu, tay chó gì đó là mình phải có set hết. Đó, mình ra ví dụ đang nằm rồi hết hồn ra liền, đi qua ngay xuống không hiểu lý do gì. Tự nhiên vô thấy tắt cái đèn nhẹ nhẹ lên cái đèn pha màu vàng. Đó rồi bước cái chân ra trước rồi cái là em mở cái nhạc nhẹ nhẹ gì đó ra làm kể chuyện rồi nghe trước, sau đó là phóng ra làm con thỏ. Anh Thái thì anh thích một cái gì đó cho nó lạ lạ vậy đó. Sôi nổi, trẻ trung, mập non. Vậy không biết chồng em nó có bị bệnh gì không ta? Thôi em đừng có nói gì tội nghiệp, nó phải gọi là một cái gu. Sao chị thấy gu em gì mà hàng chồng em quá à? Mỗi người mỗi gu. Không, mà sao em không thấy ai gu mà thích áo tay dài, quần dài. Không, cái gu của chồng em gọi là gu cực khổ á. Mình phải bóc tách, em hiểu không? Bắt là nhiều lớp rồi mình bóc, mình tách, mình vậy nè. Mà tóm lại là bây giờ là chị thấy chị hoang mang về cái cách mà em tả chồng em lắm. Nó có vẻ nó rất lạ. Thì nó lạ nên em mới cỡ chậm, chị. Chậm mà còn phải nhiều lớp nữa hả? Chậm và nhiều lớp. Phải phải kính mà không đánh son luôn. Ừ. Mù tay này tay lét gì luôn. Nên em kỳ với em, nó nói nhìn em giống mấy con ung thư hồi kỳ cố, em vô gương nhìn nó còn thấy kỳ. Nhưng mà có tắt đèn thì mở đèn. Thì mở đèn vàng á chị. Mở đèn vàng là bị bệnh gan em. Để đùa thôi. Có thể là cái gu người ta thích tự nhiên. Chị nhìn em vậy mà sao giống BB Trần giả gái được. Không, hồi nãy em không nói chị không để ý chứ em nói chị thấy giống. Nhưng em quên cái màu đỏ. Nhưng mà làm sao để chồng mình có thể gọi là bùng nổ trước sự thay đổi của ảnh? Mà em bị bùng nổ đó. Đúng không, em sẽ bùng nổ như lúc đầu em bùng nổ đấy. Bùng nổ? Đúng rồi. Làm sao để biết chồng mình bùng nổ với sự thay đổi của mình, khoái mình? Cái đó cũng hơi khó ha. Khoái mình luôn hả? Cái gì cũng phải có một cái sự trải nghiệm. Khi mà em muốn biết họ có thích cái điều đó hay không, mình cũng phải trải nghiệm một vài lần vấp ngã. Đúng rồi, trải nghiệm. Chứ còn mà nói mà một hai lần đầu thì cũng chắc cũng khó là biết làm sao để chồng tôi bùng nổ. Sao mà chị có một cái khả năng quan sát với cái việc mà chồng chị hít một hơi sâu hơn với dầu gội đầu mới được hay vậy chị? Không, mình phải không đi được. Em nếu mà chồng mình bùng nổ thì là không được đâu.
Tại vì chồng mình bùng nổ thì chồng mình sẽ có những cái biểu hiện là phía ngoài thì sao? Ví dụ như là muốn đẹp hơn để mà nó... Không có. Cái gì cũng vậy, cái gì muốn nổ là phải châm ngòi. Mà cái người châm ngòi phải là mình. Ảnh có cái ngòi mình phải châm lửa đốt anh luôn. Để anh nổ chứ mấy đứa. Trời ơi, bùng nổ luôn. Trời ơi. Thì chứ bộ, tại vì sao khi mà mình đã chủ động, mình là cái người để thay đổi bản thân mình, thì tại sao mình không là cái người kích thích người ta luôn, đúng không? Giống như bà này nè, chủ động thì đó, bà là cái người châm nổ khác. Đúng rồi, lúc nào cũng là cũng vẽ ra một bức tranh thật là đẹp. Tại bình thường nhiều khi em nghĩ á, hầu như là mấy chị em phụ nữ đều nghĩ á, cái việc chủ động á, sẽ nằm ở người đàn ông. Nhưng mà lâu lâu á, mình bản thân mình á, mình đổi á, mình chủ động á, thì tất nhiên là cái người đàn ông của mình họ sẽ kiểu kích thích. Thì đúng rồi, nó đó. Nó là như vậy. Thì em nghĩ là thực ra thì em thấy chồng em nào cũng bùng nổ với chị không? Là đúng kiểu rồi. Em mua mấy bộ đồ bộ về mặc cái xong nhiều khi em không có nhà thì ổng nhận giùm em. Thế về xong, trời ơi sao em mua mấy bộ đồ này dọ. Em muốn gì dọ kiểu gì vậy đó. Ừ, hôm nay hay là hôm nay em mặc này đứa này đẹp nè. Dễ thương ha. Dạ vậy thì cho em hỏi là bây giờ chúng ta bỏ phiếu là chúng ta có nên lạ để cho chồng bùng nổ hay không? Nên chứ. À thì đàn ông sẽ nhàm chán chúng ta cứ như vậy hoài đúng không ạ? Lâu lâu quá. Lạ nhưng mà cũng phải có gọi là tiết chế. Ừ chứ đừng có lạ quá, ta sợ giống như em á, sợ bị sốc á. Em là chị thấy thiệt á, coi chừng bị sốc. Em lạ phải đi từ bước. Hôm nay lạ, ngày mai lạ hơn chút. Đổi em thấy đổi lâu lâu mình đổi cái mùi dầu thơm cũng là một cách kiểu như là kiểu là anh ủa sao mày lạ quá cái hít hà vậy. Và mình phải biết được cái gu dầu thơm của chồng mình. Đúng là rồi, gì nha. Luôn. Là ngọt hay là mùi chua, mùi đắng hay là cái dạng là mùi thoáng mát. Mùi chua. Có chứ cái trời ơi là sao? Mùi trái cây, mùi giống như cái dạng mùi giống em hay xịt mùa hè đó. Cái quan trọng vẫn là người phụ nữ phải cần quan sát người đàn ông của mình thuộc cái gu nào. Chính xác. Đó, người ta thích cái gì và mình nghĩ là mình sẽ nương theo cái đó để mình làm tăng cái gia vị thương yêu thôi. Dạ. Ừ. Chủ đề thứ hai là chủ đề gì vậy chị? Tiền. Thì nói nãy giờ nó đi nó lại là chị em bạn gái mình là chủ động quá rồi. Dạ. Có khi nào mà cái này là trong cuộc sống của Tuyền là Tuyền đang bị nha. Cái cảm quan đầu tiên mà người lần đầu tiên gặp mình sẽ thấy là trời bà này sao cái gì bà cũng giống như con đại bàng ở trong nhà vậy. Em hiểu. Bà là quyền chồng và đâm ra cái ánh nhìn của họ thì chồng mình đang bị lép vế đó, không biết làm cách nào để cho chồng mình không có cảm giác tự ti vì lép vế và cũng là khắc phục cái ánh nhìn từ người ngoài không ta. Em cũng bị giống chị. Em cũng vậy. Em thì lại không có bị như vậy. Tại vì ba chị em này là thuộc dạng giống như ở ngoài nhìn thấy rất mạnh mẽ và xồm xoàm, thẳng thắn. Còn bà Vi thì mềm mỏng. Đúng nhìn rồi. Từ cái ngoại nhất là chồng thì không bao giờ mà tự ti. Với lại Vi lúc nào là chồng cũng tỏ ra mình là đại bàng hết á. Okay. Nên là đối với Vi thì là chồng luôn lúc nào cũng là người đứng đầu hết á. Không, bản thân Tuyền cũng vậy, luôn luôn mình cho ông xã là một cái người hơn mình một bậc đó lúc nào cũng nhưng mà khổ nổi là ảnh cứ thấy nhỏ bé đứng khi đứng gần mình ngộ vậy đó. Không, ý là ảnh kế bên Tuyền ảnh được che chở hay sao? Không có đâu, đó là về ngoại hình thôi. Tuyền có thể chắn gió và làm trụ cột cho mọi người, nhưng mà nói về tâm hồn, nói về cuộc sống thì đương nhiên đã là phụ nữ thì ai cũng cần một bờ vai. Sao cô cho tôi lời khuyên đi chứ nè. Em á, em nhìn vô em không phải là chồng mình lép vế mà mình lép xuống dưới đất luôn. Phải lép, ví dụ như tôi lép vậy không? Là giống như lép ở dưới đất. Ông lép xẹp luôn á hả? Xẹp luôn. Dạ thì cái chuyện mà lép vế thì nó cũng là do vợ chồng mà bằng tuổi, mà chồng em thì tính tình cũng trẻ con với lại còn thiếu cái sự suy đoán trong cuộc sống. Với lại chồng em tự nguyện bị lép vế luôn á chị. Là cái gì cũng thưa cũng trình cũng hỏi vợ. Cái gì cũng vợ vậy đó. Cái đó đôi khi thì thấy là nó là một cái thương vợ nhưng mà nhường nhịn, thương và nhường nhịn, nhưng để về lâu về dài nó ăn sâu vào cái suy nghĩ của mình, vào cái cách sống cũng như là cái tư duy của mình á, thì nó sẽ thành một cái gọi là nhu nhược, nó dễ đưa qua con đường nhu nhược lắm. Nên nghĩ là cái đó là không nên. Nhưng mà Thanh cho chị hỏi những cái điểm gì mà gọi là biểu hiện của ví dụ như chồng em lép vế. Em hỏi chị một điều đơn giản thôi. Thí dụ như giờ muốn gọi điện cho mẹ chồng em bàn gì một chị như đó, thôi ngày mai mình nấu cái này nấu kia hay là làm một vấn đề gì đó trường cho con. Em gọi mẹ đi anh nóng gọi nó nóng nói gì đó. Hoặc cái là gì hả? Là đẩy cái gì về đất đai hay là mua bán gì đó.
thôi em nói chuyện với người ta đi, anh không biết nói gì đó. Trời ơi, xong rồi đi chương trình hay thí dụ đó, anh lên đi chương trình đó là về ông bố nào mình lên mình kể chuyện, thôi nào đi với em anh mới đi, không anh không đi đâu. Không đúng rồi, tại vì em là người trong nghề còn không, thì chồng em cũng lên nhiều chương trình đó, nói chung là cũng có nhưng có mà chồng em rồi. Có phải là người trong nghề không? Không, không phải người trong nghề. Thì đúng rồi, em phải thông cảm, bản thân chị, chồng chị cũng không phải người trong nghề. Mà cái tần số mà ảnh được xuất hiện trên truyền hình cũng đếm qua khỏi 10 đầu ngón tay rồi. Nhưng mà bây giờ kêu mà ảnh đi quay một mình không chịu. Đúng rồi, dám đi quay à. Tại vì không phải là nghề của người ta, không phải chuyên môn. Và họ cũng không biết bắt đầu từ đâu để nói cái gì. Ngày hôm nay mình ngồi đây mình nói chuyện được với nhau là bởi vì mình có cơ sở. Thứ hai nữa là mình cũng dạn miệng để mình nói. Nhưng để bốn người chồng nói cái gì đây? Có chủ đề luôn đó, cũng không nói được. Thì đó là một cái mà sao em biết là trong cái cốt cách của em nó bị đàn ông quá hay là sao? Thấy cái tướng của em cũng đàn ông. Em đi coi bói năm bà nào cũng kêu là con là đàn bà nhưng tánh đàn ông, còn chồng con tuy là đàn ông nhưng tánh nó hơi đàn bà. Trời đất ơi. Theo anh ý là trong nhà nó là đàn bà phụ nữ còn con là đàn ông đó. Giống vậy đó chứ phải là nó tính đàn bà. Em cũng biết sao đây là Khánh của Thanh lành tính mà lành hiền giống như là, nhưng mà thật ra cái đó không là cái như là chồng em ra đường là bắt cướp luôn á, đi bắt cướp luôn. Của nó đang đau họng đi ra đường mua thuốc, đi ra đầu hẻm mua thuốc, thấy người ta bị cướp chạy theo dưới cướp. Xong rồi cái em nhạo nó, anh làm gì đi lâu vậy, nhìn nè, nhìn cái gì á, cái bớt con cướp bị rớt. Trời cái gì vậy anh làm cái gì vậy? Tôi kêu bây giờ đi lên công an đợi xíu. Trời, nó xách xe nó chạy lên công an luôn. Trời là trời. Ủa, thương ha, một cái người đàn ông rất là vui và rất là bộc trực. Mà ý là em đi ra đường thì ai cũng nói trời ơi nhìn Thánh như con của Quân Thanh vậy. Xong bạn bè cũng chọc mày, riết mày giống con vợ mày ghê vậy. Mày không biết nói chuyện sao cho vợ mình nó sợ mà hay gì. Mình cũng tội nghiệp, thấy tội nghiệp á. Nên cũng biết sao để cho chồng mình đừng có lép vế. Mặc dù bên trong là lép thiện nhưng bên ngoài mới làm sao cho đừng lép vế hả chị? Em cũng hay sợ vậy. Em sợ kiểu như là người ta nhìn vô người ta nói. Tại vì cái thời gian đầu á em bị mắc phải vô cái vấn đề đó luôn. Tại vì một phần nữa là đã nhỏ tuổi hơn rồi, thì giống như một phần cái tâm lý như là cái cách ở ngoài người ta nhìn em kiểu như là thấy, thì em nghĩ em giống như là kiểu gọi là nữ quyền hả. Nhưng mà em thì em không thích điều đó. Tại vì em nghĩ đàn ông á ai cũng giống như là ít nhiều thì cũng là phải là cái người trụ cột hay là cái gì. Đúng đó rồi, năm ra xác. Cái nhiều khi là người ta hỏi em nói là thứ cứ hỏi Khánh đi thì Khánh quyết định này kia, chứ em không có muốn để cho người ta nói là kiểu như là mình mọi thứ mình này kia. Lại có một khoảng thời gian mà ảnh làm ăn không có được á, giống như là kiểu không có được một cái gì luôn á, coi như là thất bại hoàn toàn. Thì đó, bắt đầu từ đó ảnh nảy sinh một cái gọi là ảnh tiêu cực lắm, ảnh bị tâm lý. Rõ ràng nói về thực tế luôn thì cái thời điểm đó, ví dụ đi lì so với cái về cái phần kinh tế trong gia đình, thời điểm đó thì giống như là hoàn toàn là em phải làm chủ cái vấn đề đó, thì nó cũng tạo lên đặt một cái áp lực cho anh rất là nặng nhiều. Đúng rồi, cho nên kiểu mặc cảm á, thì đâm ra là kiểu như em cũng phải đấu tranh. Em phải đấu tranh là em cũng nói là anh còn trẻ, thì ở cái độ tuổi của em á, khi mà em bằng tuổi anh hồi xưa em cũng đã có cái gì đâu. Thì cho nên mình có nghĩa là mình có tay có chân, mình đừng lười biếng, thì mình cứ cố gắng thì từ từ dần dần rồi sẽ được thôi. Thật ra chứ giờ ai ở trẻ tuổi mà thành công liền được. Nhưng mà được cái là em thương ổng ở chỗ gọi là ví dụ ba mẹ cũng có ngỏ lời giúp á, nhưng mà ảnh nói thôi để ảnh trải nghiệm, ảnh trải nghiệm thêm một khoảng thời gian nữa đã, cũng như có kinh nghiệm hơn. Ví dụ bây giờ muốn mở quán cũng vậy, mình phải đi làm công trước từ đầu. Năm ra có khoảng thời gian kiểu em thấy thương ông lắm, kiểu như là em muốn ổng là cứ ngày về em cứ hay nói chuyện á, để cho anh đừng có bị cái suy nghĩ tiêu cực đó nữa. Và bây giờ thì cũng nói chung là cũng ok, mà thứ ok rồi. Với lại nhiều khi á, giống như là ví dụ Khánh của nhà Thanh đó, như chiều Thanh quá đúng không, thì đến một ngày tự nhiên Khánh không có làm gì nữa, em sẽ bắt đầu em cảm thấy có vấn đề ngay lập tức. Và chị cũng bị vấn đề đó à. Giống như là cái gì cũng gọi là em quyết định đi hay là đó, cái gì cũng đó. Chiều em là cái tới một hôm nha, là tự nhiên em kêu ổng đi quay, ví dụ đi em kêu ổng đi với em, nói thôi em quay đêm nay anh làm gì, anh ở nhà, anh muốn ở nhà hay gì, lát nữa anh lên rước. Cái bệnh mới ngạc nhiên sau đó giờ ổng đi với tôi, sao giờ ổng không đi. Thì bắt đầu kiểu như là mình bắt đầu mình bực mình khó chịu, tại sao tự nhiên ổng lại như vậy. Chứ thời gian đầu là kiểu em cũng bị cái vấn đề đó luôn, như cũng gây nhau cũng nhiều. Nhưng mà dần thì mình cũng phải, giống như là thật ra thì ai cũng có khuyết điểm, mà vấn đề là mình có hiểu được cái người đó không, mình có chấp nhận cái đó không, thì từ từ dần mình mới thay đổi được cái việc đó. Với lại mình khi mà mình đối diện với cái sự thật là chồng mình đang ở trong cái tình trạng là tự ti mặc cảm á, thì không có nhất thiết là mình phải lúc nào mình cũng phải đề cao ảnh. Nhưng mà mình phải làm sao mà để cho giữa mình với ảnh không còn cái khoảng cách đúng nữa rồi, đúng rồi. Rồi. Mình phải giải quyết cái khoảng cách đúng giữa rồi. Hai vợ chồng. Nhưng mà nãy giờ là ngồi gạt lắc được không à? Tôi thắc mắc quá à. Nãy giờ nói về nổi tiếng là chồng bà này nổi tiếng nhất, nói về lớn tuổi là chồng bà này lớn tuổi nhất. Đúng. Làm sao để cho chồng không phải bị lép vế? Thật sự là một câu hỏi rất lớn. Rất lớn đúng không? Tại vì cũng muốn chia sẻ là vì do anh Thái, với gia đình của ảnh á, ảnh là anh cả, ảnh có 7 người em.
Thì từ hồi nhỏ là ba mẹ đã tập cho ảnh là ảnh phải lo lắng cho các em rồi. Ảnh là một người trụ cột, ảnh là một người như thế này. Thì trong cái tư tưởng của ảnh lúc nào ảnh cũng phải là cái người là mạnh mẽ nhất lúc nào đó, đó nên được là tôn không trọng nhất. Đúng rồi, ảnh là người lúc nào cũng được tôn trọng nhất. Đối với Vi á là Vi cũng đề cao anh Thái hết, tại vì anh Thái á lo được cho các em của ảnh. Đúng rồi, tại vì gia đình của ảnh ở miền Trung mà vô hết trong đây là đều rất là thương anh Thái, và đầu lúc anh Thái cũng là số 1 hết á. Nên là cái mẫu hình tượng của Vi là anh Thái là không bao giờ lép vế với Vi được. Và ai nhìn vô ngoài cũng nói là anh Thái là cái người rất là mẫu mực, là mạnh mẽ, mẫu mực, trụ cột. Đúng rồi, và anh thích như vậy. Và là điểm tựa. Anh không muốn là để đúng rồi, anh lúc nào anh cũng nói là lúc nào anh cũng phải là cái người là số 1 hết á. Không có để cho vợ mình phải hơn vậy đó. Vậy thì sau hôm nay thì các mom nào mà đang gặp vấn đề là chồng mình bị lép vế hơn mình thì sẽ tìm cách để cho chồng mình được vươn lên. Bà nói giống như bà tự giặt mặt bà vậy đó. Ở trong đây là thấy có mình bà là chồng nó bị lép nhất rồi. Thì em bị lép nhất nên em biết tâm nè chứ. Em biết là từ lúc cưới em tới giờ anh không có được coi là một người chồng trong gia đình. Từ đó bị sốc tâm lý nhiều lần. Và đã nhiều lần anh bị chính vợ mình quýnh như chồng quýnh vợ. Không, cái đầu em kiểu giỡn nhây của thì em quýnh bớt. Thì hồi đó là lúc em còn quá trẻ trâu, em là quá tự cao về bản thân mình. Em luôn luôn có một suy nghĩ là em mới có 21, 22 tuổi mà em mua xe, mua nhà được, em hở trụ cột gia đình được. Nên em phải là em phải hơn chồng em. Em luôn có suy nghĩ như vậy. Cho đến khi sau này em gặp một người chị. Chị nói giờ em có tiền hay gì đi chăng nữa, em cũng không thể nào mà em làm những cái chuyện giống như vậy. Như là tiền không phải là tất cả, sẽ một ngày đó lỡ như em không còn những thứ này thì sao. Em không thể giữ cái tính đó, thì em mới nhận ra là mình rất là sai chồng em. Và em đã sửa đổi trong khoảng thời gian gần đây. Và mới đây tôi thấy không có gì thay đổi luôn á. Không, em kể chuyện là chuyện kể chuyện xưa chứ hiện tại vậy em chồng em hết quýnh nhau rồi. Thương quá à, một người chồng cam chịu luôn á. Thì bởi vậy hôm nay là em mới hứa với chồng em là từ ngày hôm nay em sẽ lui một bước về phía sau. Không, có một bước ít không chị? Ba bước. Em lui ba bước về phía sau để có thể cho chồng mình bước lên phía trước đó. Và chồng mình là ra người chồng mà vợ phải ra người vợ, chứ không thể nào mà nắm đầu chồng mình như nắm đầu con. Dạ. Em xin cảm ơn rất nhiều, mong mấy chị ủng hộ em. Hay quá, cảm ơn. Trời ơi. Hay thật sự luôn. Cái chủ đề mà chồng lép vế với vợ như vậy á, thì nhân đây thì Tuyền cũng xin gửi lời nói với chồng Tuyền luôn. Ông xã à, trong cuộc sống á, giữa hai vợ chồng với nhau, cho dù cái mức độ làm việc của hai người nó có bằng nhau, em có hơi cực hơn anh một tí, nhưng mà luôn luôn trong lòng của em, anh lúc nào cũng là một người chồng, một người cha của con em. Và đặc biệt là lúc nào anh cũng ở một cái vị trí cao hơn em một bậc, bởi vì em luôn luôn cần một bờ vai. Cho dù người ngoài nói như thế nào đi chăng nữa, đó là lời họ nói. Họ không sống cuộc sống của mình, họ không phải là mình, và họ cũng không từng trải nghiệm những cái mà mình đã từng vượt qua, cũng như sắp sửa mình vượt qua. Nên em nghĩ là mình nên nắm chặt tay nhau, đừng vì thiên hạ nói là anh lép hay em lép. Quan trọng là mình có thật sự lép hay không. Bây giờ tới phần cái tiếp. Tiếp tục là một cái tips của ngày hôm nay liên quan đến một loại rau. Để nấu canh đấy em. Cái rau này thì để trên đây em để nấu canh. Cái này nấu lẩu bao tử hầm tiêu nè. Đúng rồi đó, chính xác, ngon lắm á. Ngon lắm luôn. Chị nghĩ là làm gì? Thông thường chị cũng ăn canh ăn lẩu như thế này thôi. Hay là nấu canh cua, hay là mình băm nhỏ mình quậy vô cháo cho con mình ăn. Cái này có rất là nhiều tác dụng tốt nha. Dưỡng trường nè. Mà cái này cũng có thể là hỗ trợ trong cái việc điều trị bị trĩ, bởi vì nó cho mình tống những cái thứ không tốt ra ngoài một cách dễ dàng, nhẹ nhàng và trơn tru hơn đó em. Thì các chị cũng biết rồi đó, đây là cái lá mồng tơi. Cái lá mồng tơi này thường là chị nấu canh, chị ăn với lẩu, thì chúng ta có thể dùng để làm đẹp bằng cách đắp lên mặt. Không em ơi, đắp lên mặt đơn giản. Em giỡn thôi, không có. Đây là mật ong mà bây giờ chúng ta sẽ làm một cái mask làm đẹp được, để khiến cho chồng mình bùng nổ. Sau khi mà thấy là quạo là bùng nổ. Dạ không, khi mà mình đắp xong mình đẹp quá chồng mình bùng nổ. Đó thì chúng ta sẽ lấy mồng tơi xay nhuyễn, chúng ta pha với mật ong và đắp lên da tay, da chân, da mặt. Mặc những vùng da nào chúng ta cảm thấy muốn đắp. Cái nguyên liệu này rất là rẻ, có thể mua ở bất cứ nơi đâu. Những mẹ nào mà chúng ta không có điều kiện làm đẹp, không đi ra spa đồ này nọ được, thì chúng ta có thể mua cái rau này về chúng ta xay nhuyễn ra, pha với mật ong mà đắp lên trên da để cho da mình trắng sáng hơn. Bây giờ em sẽ làm thử luôn. Đây là mồng tơi sau khi là đã xay nhuyễn thì nó là ở dạng lỏng như thế này nha mấy chị.
thì chúng ta sẽ chan vào trong cái chén mật ong này một lượng vừa đủ, mình cảm thấy nó hòa quyện vào nhau đủ. Cái màu mộng tơi rất là đẹp đúng không? Cái mùi hương cũng dễ chịu, nghe nó thanh. Mộng tơi thì có tác dụng mát nè, thanh nhiệt nè, giải độc đó. Còn mật ong thì dưỡng ẩm. Đúng rồi, mật ong có thể dùng để tế bào chết cũng được đó. Rồi, sau đó mình sẽ thoa lên trên da của mình. Để yên trên da trong vòng bao lâu? Trong vòng 15 phút. 15 phút rồi mình đi tắm lại bằng nước ấm. Mà mình có chống chỉ định chỗ nào có kiến bu không em? Đúng rồi, em xoa lên. Dạ, em nghĩ là mình trong 15 phút thì kiến cũng chưa kịp đánh hơi đâu chị. Có rồi em, kiến nó là nó nhanh lắm. Thì mình nếu mà mình đắp mặt thì mình né vùng mắt, mũi, miệng. Đặc biệt là miệng, tại vì ngọt sẽ liếm. Đây là trời ơi. Sau khi massage mình phải massage đều đều để sẵn tiện tẩy luôn tế bào da chết đó ạ. Khi mà mình để vào lát hồi nó sẽ khô lại, nó khô xong rồi mình sẽ lấy nước ấm mình tắm lại nguyên người. Sau khi dưỡng da bằng phương pháp thiên nhiên xong, chúng ta không nên tắm lại bằng xà bông hóa học vì nó sẽ làm mất hết công dụng của mặt nạ này. Chương trình Siêu Mom Siêu Tám của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.